À, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng chiêm ngắm vườn cây bonsai của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phú Mỹ của tỉnh Bình Định. À, Thanh Phú cũng kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cũng như đồng hành và theo dõi kênh Thanh Phú. Có những tác phẩm cây bonsai Thanh Phú chia sẻ từ các nhà vườn của tỉnh Bình Định. Và cuốn video hôm nay tại nhà vườn em Cảnh, em cũng chia sẻ một số tác phẩm bonsai tại vườn nhà để giới thiệu cũng như gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng chiêm ngắm và giao lưu. Khu vườn của em thì cũng khá nhiều tác phẩm bonsai, trong đó có những tác phẩm đẹp và có những tác phẩm quý. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh và một like chia sẻ. Chào em. Mến chào anh Thanh Phú, mến chào tất cả quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Cũng như thường lệ thì hôm nay anh Phú về tại nhà vườn Cảnh Bonsai để cùng giao lưu cũng như chia sẻ những cái tác phẩm của vườn nhà đến tất cả quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Thì cũng kính chúc cho tất cả quý anh chị em mình luôn dồi dào sức khỏe và sẽ sưu tầm cũng như sở hữu được cho mình những cái tác phẩm bonsai đẹp, những cái tác phẩm bonsai ưng ý mang về chúng ta trưng bày cho ngôi vườn cũng như ngôi nhà của mình ngày càng sinh Thì động. Trước màn hình quý anh chị em mình là cái tác phẩm đầu tiên nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình, đó là một cái tác phẩm cốc. Một tác phẩm cốc. Một cái cây cốc khai thác, cây cốc rừng và cũng được tạo tác qua khá nhiều năm nha quý anh chị em nha. Thì để mà sở hữu cũng như sưu tầm những cái tác phẩm như thế này thì thứ nhất là cũng mất thời gian quý anh chị em mình cũng sưu tầm được và cũng tạo tác cũng như làm những cái tác phẩm như thế này, dù nó là một cái cây cốc mà cây ăn trái thôi, nhưng mà mình tạo tác nó trở thành một cái tác phẩm bonsai như thế này. Và đó, và cái độ guồng, cái độ đề ba anh chị em mình thấy nó độ chạy cũng như cái độ chuyền này, đó cái phần này, những cái độ gọi là trường của cây, độ nhũng, độ già, và đặc biệt là cái phần tạo tác để các chuyền anh em mình nhìn những cái cút này, những cái cút nó vàng này. Đó, làm rất sâu và rất kỹ nha. Đây là mình làm một mảng này, đây là làm mảng này, đây là đỉnh này, và cái đây là cái tay phóng này. Đó, nó vẫn có những cái nhịp giống như là những cái cây bonsai thời gian. Như dòng này thì nó trái gần như là quanh năm quý anh chị em. Dòng này rất cây này là cái cây cốc rừng, nhưng mà nó rất là cổ nha quý anh chị em nha. Chứ nó không phải là hàng nuôi, gọi là nuôi gọi là công nghiệp. Hàng này là hàng khai thác nên là cái độ cổ, độ lão của nó, cái độ da dễ. Thứ nhất là màu đỏ và thứ hai nó tạo cái độ sù. Nó có cái độ sù, cái da của nó trùng da voi. Đó. Còn cái cây mà ví dụ như mình nuôi khoảng trong vòng khoảng tầm 5 4 5 năm rồi, 3 4 năm thì cái da của nó tơ như thế này quý anh chị em. Nó non và nó ngả có cái màu trắng. Còn những cái cây này thì nó có cái màu, thứ nhất là cái màu xám và màu đỏ. Nên là cái độ cổ lão của nó già như thế này, nó ít có khi nó không có bị bỏng, bị cháy cái gì mà. Cây này rất gấu nha. Đó, mình đưa người vào để đối chứng với anh chị em, mình dễ cảm nhận được. Cây này rất là khủng luôn, cái độ gấu, cái độ kích xây chơi của nó. Cái này là do mình cô chậu khoảng tầm 2 người bê. Cái khuỷu dòng ức này đẹp quá. Liền lạc gần như là tuyệt đối với quý anh chị. Cái cốc như này cũng hơi bị hiếm có, khó tìm, thuộc vào hệ độc lạ nha quý anh chị em nha. Dù là cái hệ cây ăn trái nhưng mà mình cũng tạo tác như là một cây bonsai nghệ thuật như những dòng cây khác nha quý anh chị em nha.
những cái tay cút cũng rất là rõ ràng, và những cái độ cách truyền như thế này quý anh chị em mình qua ống kính có thể cảm nhận được là cái độ giật chuyển của mình. Nó qua rất nhiều nhịp, qua cua, vừa qua cua là bắt đầu một nhịp này, hai nhịp này, ba nhịp này, bốn nhịp này, năm nhịp này, đó. Qua cua qua cho qua một cái chỏ là bắt đầu mình truyền, nó cái độ nghề của nó rất cao. Rồi anh chị em mình cùng cảm nhận cái tác phẩm này, và em cũng xin phép đo thông số kích thước nha quý anh chị em nha, để quý anh chị em mình tiện hình dung và sẽ dễ giao lưu với tác phẩm này hơn. Hành đế là 1m20. Dạ. Chiều cao của cây này là 52. Cao 52. Dạ. Và phun tàn của cây này là 87. 87. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu men rạng cũng rất là đẳng cấp. Có cái đường kính là 46. Kích thước chậu 46. 46 vuông, hàng hai mọc lò phía bên dưới nha quý anh chị em nha. Rất đẹp. Rồi. Quý anh chị em nào yêu thích và thiện chí với cái tác phẩm đầu tiên này thì cũng nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn. Những cái tác phẩm mà nó cũng có phần giá trị quý anh chị em, thì chúng ta anh em nào mà thiệt sự yêu thích và thiện chí thì chúng ta cứ liên hệ trực tiếp, hoặc chúng ta kết bạn Zalo với số điện thoại có ghi trên màn hình để chúng ta liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Anh em nào hợp ý và hợp với giá cả thì chúng ta có thể giao lưu. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình, đây cũng là gọi là một tác phẩm gọi là nghệ thuật đỉnh cao quý anh chị em. Đây cũng là một tác phẩm phải nói rất đặc biệt, một trong những cây me phải nói rất đẹp của nhà vườn. Nói về kích bưng bê, cây này hai người bê hơi nặng chút, cây me mà phải nói me khó đế khế khó tây. Cây này nó đẹp từ gọi là phần đế, phần củ cũng như là đường thân rồi các kiểu, từ cái độ già độ sánh của cái cây này còn như là chấm hết quý anh chị em. Cây phải nói cực kỳ nha quý anh chị em nha, cực kỳ sâu cây và cực kỳ gọi là mịn màng. Để có một cái cây me như thế này thì anh chị em mình nhìn cái dàn gầm dàn mái, anh chị em mình có thể cảm nhận được cái độ côn cũng như cái độ gọi là độ đảo chiều của cây, độ chuyển nhịp của cây. Anh em mình nhìn cái dàn dâm của cây này và cái dàn tây, cái me mà để mà làm được cái dàn dâm dàn tây mà cốt chậu mà làm cỡ này không phải đơn giản quý anh chị em nha. Cây bây giờ nó lên màu đỏ này, đó. Lên màu vàng màu đỏ này. Rất chạy cái rễ chạy rất nghệ thuật luôn. Rồi có một cây me như thế này mà cây này nó nằm chậu cũng rất nhiều năm nha quý anh chị em nha. Bộ cũ, bộ khung của nó. Nó không thuộc vào hàng độc á anh em. Rồi, anh em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm này, và nhà vườn cũng xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình dễ hình dung nha. Hành đế là 98 quý anh chị em. 98. Dạ. Em xin phép đo cái vị trí của cái củ này nha quý anh chị em nha. 85 quý anh chị em. 85. Dạ. Thành thân này thì chắc khoảng tầm trên cái cổ bắt đầu để ba cái ngọn đi ra thì chắc tầm hơn 30. 33 quý anh chị em. 33. Từ cái cổ ngọn này bắt đầu đi này. Cổ để ba bắt đầu đi. Giống như một con gọi là y như một con gì, một con bộ cạp ha. Đẹp ha. Dạ. Nhìn nó rất là nghệ thuật luôn. Hai. Quá tuyệt vời. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Chiều cao của tác phẩm này là 68. 68. Và tàn ngang của cây là 1m quý anh chị. 97 quý anh chị. Sorry, 97. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu hàng Phật Sơn quý anh chị. Chậu hàng Phật Sơn có cái đường kính là 42. Chậu đắp tay. Rồi anh chị em mình cùng nhìn ngắm lại một lần nữa và một vòng nữa của cái tác phẩm me này. Một cái tác phẩm me rất nghệ thuật. Và anh chị em nào và thực sự yêu thích cũng như là thiện chí để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này, để mang về đội của mình
và mang về cái bộ sưu tập của mình, thì cũng không ngại gì mà chúng ta alo cho nhà vườn để tham khảo giá trực tiếp. Anh chị em nào yêu thích và thiện chí thì nhà vườn có ship hàng toàn quốc nha quý anh chị em nha. Đây là một trong những tác phẩm phải nói khá là đẹp của nhà vườn, cây cũng rất đáng để sưu tầm nha quý anh chị em. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình, đó là một tác phẩm Linh Sam Song Hinh nha quý anh chị em. Một tác phẩm Linh Sam Song Hinh dòng cây zin, dòng đây là dòng siêu bông luôn. Cây này thì nói tới cái độ gọi là cái độ già, độ sánh của cây này thì phải nói gần như là nó cũng đạt tới cái độ thượng thừa rồi quý anh chị em. Anh em mình nhìn vào cái dàn gầm, cái da, phần da cho tới phần chân bờ, anh em mình biết là chân bờ này cũng là cách truyền phải 2-3 nhịp nha quý anh chị em nha. Chứng tỏ những cái cây cốt chậu nó thể hiện qua 5 tháng là anh em mình nhìn vào đây này. Thứ nhất là nhìn vào đây là anh em mình sẽ thấy những cái độ cốt chậu hay không, là nhìn vào cái chân đế anh em mình đã cảm nhận được rồi. Cái phần chân đế cũng như các cái mạch cách của phần chân đế. Và đặc biệt cây, đa số những cây mình sưu tầm để chia sẻ cho quý anh chị mình đây, đa phần còn hơn 90% quý anh chị em là những cái cây thuần chậu rất lâu năm, những cây cốt chậu. Đặc biệt những cái cây nó có cái độ già và cái độ ấp phê thì gần như là chấm hết luôn nha. Cây này thì nó vừa lên ten đồng và vừa đổ địa y. Đổ địa y là đổ cái độ già quý anh chị em. Cái màu gọi là cái màu trắng và cái màu vàng, thì mình có thể thấy qua cái độ ấp phê của những cái tác phẩm này thì gần như là không còn gì để bàn cãi nữa. Cái độ nó đạt tới cái độ già gần như là thượng thừa rồi quý anh chị. Cây này thì kích 40B nha quý anh chị em nha. Kích cây là kích cây 40B, 40B gọn gàng, vì đa số hàng mình là hàng ép chậu nha quý anh chị em nha. Hàng nằm chậu, ép chậu rất là mỏng và lâu, là nằm lâu năm. Nên là anh em mình chơi rất là về, chúng ta có thể thay chậu hay như thế nào đó rất là dễ luôn, rất là dễ chơi. Đây là một cái cây Linh Sam Song Siêu. Hàng này cũng là hàng đáng sưu tầm quý anh chị em. Cây này mà nó nổ ra một tràng hoa, mà đặc biệt vào những cái mùa nắng, mùa hè này thì hoa nó nổ ra nhìn phê lắm. Hoa Linh Sam nó rất thơm nha quý anh chị em nha. Mình chơi xong hoa thì anh em mình nhớ vạch cái trái nó đi. Cái này mình đo cái hành đế, mình đo mô phỏng thôi nha quý anh chị em. Cái này đế nó cũng gần như trào hết chậu á. Mình đo gọi là đo mô phỏng thôi. Mét cho nó 1m20 đi quý anh chị em. Dạ, cái đây là mô phỏng thôi, cho nó cái đế này nó trải hết chậu á. Thành thân là 42. Dạ. Yeah. Cây cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 68. Cao 68. Dạ. Yeah. Bộ tàn của cây này là 1m38 quý anh chị em. 1m38. Dạ, cái tàn này nó hơi rộng vì nó là cái cây phong hoa quý anh chị em. Những cây phong hoa thì chúng ta lốt tàn nó, thứ nhất là nó tròn và nó rộng, mảng miếng chúng ta chia nó cũng nhiều hơn, để khi nó nổ hoa quý anh chị em thì chúng ta thấy được cái vẻ gọi là cái vẻ đẹp của cây. Rồi, anh chị em nào thiệt sự yêu thích và thiện chí với tác phẩm này thì chúng ta cũng nhanh tay để sở hữu nha. Cây đang nằm ở trong cái chiếc chậu men rạng cũng khá đẳng cấp, có cái đường kính là 82 quý anh chị em. 82. Dạ, rộng rộng hình như là 60, 82-60. Những cái mẫu chậu men rạng này vào coi cũng rất đẹp quý anh chị em. Anh chị em nào cần những cái chiếc chậu này thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn nha. Nhà vườn mình là có cung cấp những cái chiếc chậu men rạng, hàng cao cấp, hàng của Phật Sơn. Và tiếp theo là một tác phẩm hàng bàn trà, hàng mini, hàng cũng chất lượng cao nha quý anh chị em nha. Một cái tác phẩm mai chiếu thủy, một cái cây mai chiếu thủy phải nói anh em mình nhìn cái dàn dâm, dàn xương anh em mình biết rồi, cái độ ấp phê của nó, toàn bộ tay chân là giật đuôi ớt hết nha. Đó, cây gần như là hai mạch của nó kinh điển nha quý anh chị em, dàn dâm. Tay,
tay chân khiếp sợ nhé. Cây bách rất bài bản chuẩn chỉnh, một cây mai chiếu thủy, cây bài đóng tải hiểu tiền hậu rất bài bản rõ ràng. Để mà đào tạo mà làm mỗi cây mini như thế này là thời gian thì hơi khỏi nói quý anh chị em. Cây mà nó làm tới cái đoạn này rồi thì lâu lắm. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm, nhà vườn cũng xin phép đo thông số để quý anh chị em mình dễ hình dung. Cây già lắm quý anh chị em, tay chốt cũng bách rõ ràng nha, cổ chủ á, cây liền lạc hết nha, mịn tít. Cây này thì không còn thương còn thèo gì nha quý anh chị em nha, liền bưng hết rồi. Hàng gọi là hàng chơi, hàng sưu tầm á. Anh em mình chơi mini mà những cái cây này thì anh em mình chơi phê lắm, vì bây giờ nó đạt tới cái độ phê rồi. Hành đế cây này là 31. Dạ. Hình thân của cây này là 20. Dạ. Chiều cao là 17 quý anh chị em. 17. Tàng ngang là 28. Dạ. Nó đang nằm trong cái chiếc chậu Tứ Xuyên của Trung Quốc có đường kính 20. Chậu này là chậu đắp tay của Tứ Xuyên. Hàng mọc lò bài bản. Đây là một cái tác phẩm mai chiếu thủy rất đáng để mình sưu tầm, sở hữu. Chậu mọc lò đóng dưới đây nha quý vị nha. Cây chuẩn, chậu chuẩn, dâm rồi thì cây này nói chung nó là cây thuộc, cây không phải bàn cãi về cái chất lượng nữa rồi. Anh em nào mà yêu thích cũng như là muốn sưu tầm cho mình những cái tác phẩm như thế này để chúng ta bưng bỏ vào bàn làm việc như bàn trà của mình thì nhanh tay mà sở hữu những cái tác phẩm này mang về đội của mình nha quý anh chị em nha. Nhà vườn xin thông báo là nhà vườn có ship hàng toàn quốc từ những cái cây bé như thế này tới những cái cây đại nha quý anh chị em. Và tiếp theo nhà vườn cũng muốn giới thiệu như gửi gắm đến tất cả quý anh chị em mình là một cái tác phẩm vạn niên tùng. Vạn niên tùng. Dạ, đây cũng là một cái cây tùng hàng chơi nha quý anh chị em nha. Hàng bé bé con như thế này thôi nhưng mà nói về cái độ cách truyền thì anh em mình có thể cảm nhận các cái đốt cách truyền tùng làm mà để cách truyền như thế này thì lâu lắm. Anh em nào chơi tùng mà chúng ta có thể biết rằng là một cây tùng nó già như thế này, cây cốt chậu. Cây này thì già lắm nha quý anh chị em nha. Để cảm nhận được thì anh em mình qua ống kính không mà chúng ta cũng chưa cảm nhận được hết cái độ phê, độ già của nó đâu. Đây này. Đó, các cái đường chạy rất mềm mại. Đặc biệt là những cái đốt chạy những cái đốt truyền thì anh em mình biết là để làm ra một cái cây tùng như thế này thì lâu lắm quý anh chị em. Tùng La Hán làm rất công phu, mặc dù cây bé nhỏ. Cây này thì được mình đưa vào một cái khay nước nó như thế này để chúng ta chơi nhìn cho nó, thứ nhất nó hút nước lên quý anh chị em, nó không có thiếu nước, mà thứ hai là nó nằm trong một cái chậu tượng của Phật Sơn cũng rất là đẳng cấp rồi. Cây ép chậu nằm trong một cái chậu cũng rất là gọn gàng, dễ chơi. Anh em mình có thể bưng vào bàn trà, bàn làm việc rồi chúng ta để nhìn nó rất là phong thủy. Cây tùng thì anh em mình biết là nó là dòng cây phong thủy và nó cực kỳ đặc biệt rồi. Đó, một cây bé bé con nhưng mà khá chất lượng nha quý anh chị em nha. Hành đế cái này là 32. Dạ. Yeah. Hình thân cái này là 20. Chiều cao là 26. Cao 26. Dạ. Yeah. Và tàn ngang cái này là 41. Dạ, yeah. Đang nằm trong một chiếc chậu tượng nha quý anh chị em nha. Có đường kính là 16. Dạ. Yeah. Cái miệng chậu quý anh chị em là 16. Chậu này là chậu men rạng xịn sò, hàng cũng mọc lò bài bản nha, hai mọc nha. Đó. Anh chị em nào yêu thích cái tác phẩm vạn niên tùng bé bé con này thì cũng nhanh tay nhấc máy alo cho nhà vườn nha quý anh chị em nha. Để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này về khuôn viên nhà mình, chúng ta có thể đặt dưới những cái cây lớn hay cả chúng ta bưng vào bàn trà, bàn uống nước chúng ta chơi cũng rất là thú vị.
Thì làm một cái cây, có thể cây này nó làm không thua kém vì những cái cây lớn đó nha quý anh chị em. Vì cái thời gian của những cái tác phẩm này làm nói chung là rất là lâu. Để mà ép chậu được như thế này, nhỏ như thế này, rồi nằm trong chậu mà để mà cách truyền làm lâu như thế này thì cũng thời gian cũng dữ lắm á. Rồi anh chị em nào mà yêu thích thì chúng ta cứ đưa về đội của mình. Và tiếp theo, nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái dòng cây rất đặc trưng của miền Trung. Và đây cũng là một cái dòng cây phải nói rất đặc trưng của anh em Bình Định, Phú Yên nha quý anh chị em nha. Đây là một cái dòng Hải Châu. Hải Châu. Dạ, một cây Hải Châu đó, cái tên của nó không đã nói lên cái vẻ đẹp rồi quý anh chị em. Đó là một viên ngọc giữa biển. Đó, một cái dòng cây mà thiên nhiên ban tặng. Đây là một cây rừng, cây khai thác mà nó có một cái co phải nói rất độc nha quý anh chị em nha. Ở đây là chỉ có mẹ thiên nhiên ban tặng thôi, chứ con người mình là không tạo tác được những cái này đâu nha. Đó, nhìn cái độ gãy của nó rất độc đáo, lạ. Và đây là cái dòng lá, cái đế cũng đẹp nha quý anh chị em nha. Cái đế nhìn rất tự nhiên. Mình đang xây dựng đây một con tự. Đây là cái dòng lá hạt dưa nha quý anh chị em nha. Dòng lá bé rí mà nó rất đẹp. Dòng lá hạt dưa. Cây này thì dàn dâm rồi của nó dày hết rồi nha quý anh chị em nha. Cây đang tốt. Mình cũng không bấm mà để như thế này mình cho nó sung cái này. Rồi đầu nó mình côn nó xong. Cây nó rất nghệ thuật. Đó. Anh em mình nhìn cái độ rộng, cái cua, những cái chỏ. Thiên nhiên đúng là ban tặng cho một cái tác phẩm nó độc đáo nha. Hàng một người bê thôi. Những cái cây này thì anh em mình mang đi trưng bày, đi triển lãm thì khỏi nói tới cái độ đụng hàng. Hàng mà vừa tranh vừa đẹp, cốt nghệ thuật và phần bóng làm cũng rất là điệu luôn. Theo cây nhìn rất là duyên dáng. Anh em có thể sở hữu và sưu tầm mang đi chơi. Đồ này thì gần như là đẹp hai mạch nha quý anh chị em nha. Đồ mà mang đi chơi, mang đi triển lãm vườn mình là khá là nhiều nha quý anh chị em nha. Nó rất là anh em nào mà trực tiếp tới vườn chúng ta chơi tham quan thì chúng ta sẽ có nhiều cái đồ để anh em mình lựa chọn. Rồi anh em cùng ngắm cái tác phẩm Hải Châu này. Em cũng xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình dễ hình dung nha. Tự nhiên. Mùa này cây tốt lắm quý anh chị. Mùa này cây nó vào cái mùa thay chậu, thay cây rồi nó cho ăn rồi rất hợp lý. Hành đế cái này là 44 quý anh chị. 44. Dạ, cái thân này thì nó cũng bé nha quý anh chị nha. Thân này chỉ có 10 thôi. 10 cm. Dạ. Chiều cao của cây này là 42. 42. Và phun tàn của cây này 66 quý anh chị. 66. Dạ, dòng này là dòng lá hạt dưa, lá rí. Cây Hải Châu là nó một cái dòng tiểu mộc nha quý anh chị em nha. Cây thì nó độ già của cây thì nó nằm trên rừng nhiều năm nên là cái độ già thì mình cũng không phải bàn sâu về cái độ già. Anh em mình có thể nhìn là biết cảm nhận được cái độ già của cây, cái rừng, cái núi thì cái phần già của nó khỏi nói, chủ yếu là cái độ nghệ thuật, cái độ duyên dáng thôi. Rồi, anh em nào yêu thích và thiện chí với tác phẩm Hải Châu này thì cũng nhanh tay để chúng ta sở hữu, đưa về đội của mình. Cây này mà nó vào mùa trái thì chấm hết nha quý anh em nha. Đây cây chuẩn bị vào mùa trái đó. Vào mùa hoa, mùa trái Hải Châu thì hoa của nó trắng như tuyết luôn. Và trái của nó thì nó rất là nhiều màu và từ hoa tới trái kéo dài từ 5 tới 6 tháng. Chơi nó rất là phê, riêng cái dòng Hải Châu. Và tiếp theo là một cái sản phẩm mini quý anh chị em, dành cho anh em bàn trà chơi. Anh em cũng yêu cầu mình làm những cái cây mini để mà chia sẻ, nhưng mà nói đồ này nó cũng ít thời gian quý anh chị em. Những cái đồ vừa chơi, giá thành rồi nó vừa phải để anh em mình chơi thì nó mình thì cũng thiên về nghệ thuật lắm quý anh chị em. Thì những cái cây này thì nhà vườn mình có khoảng tầm vài ngàn cây như thế này để giao cho anh em buôn bán. Thì hàng của mình là đa số là hàng làm từ phần đế nha quý anh chị em nha. Hàng làm rễ. Hàng làm từ cái phần rễ rồi sau đó mình làm tới cái phần thân. Đây là cây dâu. Cái dâu siêu quả quý anh chị em. Cái dòng này quả nó quanh năm. Thì cái phần này là mình vặn đế, mình làm đế rồi về phần thân luôn.
làm tới cái phần thân, chứ nó không phải là cây cây làm một cái phần uống một phần thân không thì nó cũng đơn giản. Dòng này thì giao sĩ anh em giá cũng rất hợp lý, anh em có thể tới tận vườn nha quý anh chị em nha. Nếu anh em nào lấy sĩ thì mình sẽ quay hàng loạt cho quý anh chị mình xem. Còn ở đây là một trong những cái cây mà gọi là sản phẩm mô phỏng thôi, để anh em mình giao lưu, anh em mình chơi cho vui. Giá nó cũng rất là hợp lý và rất là vừa tiền. Cái tượng này nó cái anh em mình thích chơi thì chúng ta chơi, còn không chơi cái tượng này thì nhà vườn có thể không có lấy tiền cái tượng này nha quý anh chị em nha. Giao cái cây không cho anh em mình, giá vừa phải. Đồ cây mini vậy là bán cho anh em bao nhiêu em? Như cái này mà anh em mình không lấy tượng á thì cái tượng này nó đã 1,5-1,6 triệu rồi. Đó, còn nếu mà mình không lấy tượng á, mình một cái coi như thế này thì giao anh em khoảng vài trăm ngàn thôi. Vài trăm. Dạ. Yeah. Cái cây không. Làm cũng rất là kỹ. Còn lấy số lượng nhiều thì nó sẽ có cái giá của anh em buôn bán. Đúng rồi. Thì nó sẽ có cái giá xét. Ví dụ anh em lấy 50 cây thì giá như thế nào, 100 cây thì giá khác. 200-300 cây thì giá nó sẽ khác. Nói chung mà nó đồ này thì cái đồ đồ mini dễ chơi thôi, anh em rất là dễ sưu tầm. Hào cái kích thước đi. Dạ. Cái để anh chị em nắm được cái kích thước. Cái kích thước của cây này là ông bé bé mini thôi. Rất dễ thương. Bỏ bàn. Cây này hành đế của nó là 19. Cái chỗ sánh sánh này là 15. Thân này thì cỡ ngón cái chân mình hả quý anh chị em. Chiều cao của cây này thì nó 17. Trái, dạ. Trái to. Nó đang nằm ở trong cái tượng Phật Sơn, cái tượng Trung Quốc. Cái tượng này là tượng đồ chơi nha quý anh chị em nha. Tượng này không đã 1,5 triệu rồi. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một tác phẩm gỗ trách quý anh chị em. Cây gỗ trách mini bé bé, làm cũng lâu năm quý anh chị em. Những cái cút, những cái co này làm khá lạ. Tất cả các cái đoạn dịch chuyển cây gỗ trách, cây này thì chơi vui vui quý anh chị em, để vào bàn làm việc của mình chơi nó cũng thú vị. Này dòng cây này là dòng cây trường thọ, nó sống gần như là không gọi là không tuổi quý anh chị em, những cây gỗ trách. Và đặc biệt là anh em mình có thể, cái chậu này nó hơi dày quý anh chị em, anh em mình có thời gian mình về mình thay một cái chậu lép hơn, hoặc nhà vườn có thể thay giúp anh em một cái chậu mỏng nhỏ hơn một chút để nó dễ chơi. Thì dòng gỗ trách này thì nó khỏe lắm mà nó cũng không cần quá nhiều đất. Rồi anh chị em mình cùng xem, nhà vườn xin phép đo thông số để quý anh chị em dễ hình dung. Mình xin phép đo cái hành cũ luôn nha quý anh chị em nha. Hành cũ là 39. 39. Dạ. Yeah. Chiều cao tổng thể từ mặt chậu lên tới đỉnh là 24. 24. Dạ. Yeah. Và bộ tàn của cây này là 24 luôn quý anh chị em. Nó đang nằm ở trong cái chiếc chậu Trung Quốc có đường kính là 23 năm và chiều ngang là 16. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Anh em nào yêu thích tác phẩm này thì sở hữu cho mình, về chúng ta để lên bàn trà chúng ta chơi. Cây như thế này giá cũng rất là hợp lý thôi. Cây này giao lưu anh em mình 2,5 triệu nha quý anh chị em nha. 2,5 triệu. Dạ, anh em mình chơi cho nó dễ chơi. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm lộc vừng quý anh chị em. Lộc vừng. Dạ, một cây lộc vừng rất già luôn. Cái này nó già phải nói kinh điển quý anh chị em. Có độ nghệ thuật cũng rất cao nha. Cây rất khéo luôn. Anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Cây cực kỳ già. Cây vừng lá đỏ. Cái này cũng gọi là tương đối hoàn thiện rồi nha quý anh chị em nha. Giờ chúng ta chơi, chúng ta bấm dâm một chút nữa là bắt đầu nó dày dâm ra là cây này hơi bị ok. Cây đã có hoa rồi. Lọc nó đang ra đỏ rất đẹp nha quý anh chị em nha. Nhìn cái lọc. Lọc đỏ.
nhìn rất phê luôn. Anh chị em mình cây này cây một người bê cũng nhẹ nhàng như quý vị em nha. Cây lộc vừng cũng khá là nghệ thuật. Từ những cái hàng đỉnh cấp cho tới những cái hàng vừa vừa, chúng ta cũng có thể vừa chơi rồi vừa làm thêm nhé. Hành đế cái này là 65. 65. Dạ. Yeah. Mình xin phép đo ngay chỗ đoạn cái củ quái này đi. Là 49. 49. Chỗ này chắc khoảng 40. Chiều cao là 41 quý anh chị. Và tàn ngang là 52. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu miên rạng. Miên rạng cũng hơi bị xịn sò nha quý anh chị nha. Có cái đường kính là 34 quý anh chị. Cái chậu miên rạng hàng hai mọc nha. Rồi. Anh chị em nào yêu thích cái tác phẩm lọc vừng này thì cũng nhanh tay chúng ta sở hữu về đội của mình nha. Giá cũng rất yêu thương cho quý anh chị em mình sở hữu và sưu tầm. Đây em. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình, đây là một cái tác phẩm phải nói cũng cực kỳ quý nha quý anh chị em nha. Cũng rất đẹp và đặc biệt cây thì anh em mình cảm nhận được cái độ ấp phê cũng như cái độ về, độ nghệ thuật của cái tác phẩm này. Cây đầm lùng, tay cành thì được đào tạo rất bài bản, chuẩn chỉnh. Và đặc biệt là các cái cút tay đóng rất nhạo. Đó, mi thì khó đế nha quý anh chị em, mà khế khó tay. Cây này thì cái dàn tay phải nói xuất sắc luôn. Nó già ra tầng chi dâm và cái đầu nó đổ ten ra tới cái đầu, các cái đầu cành nha quý anh chị em nha. Nó đổ đồng rồi. Tất cả các cái mạch cắt rễ anh em mình chơi sâu anh em mình có thể cảm nhận được cái độ côn, toàn bộ phần mạch cắt rễ nó đã liền lạc và nó toàn bộ bấm cửa gà hết nha quý anh chị em nha. Anh em gọi là bấm móng rồng ạ, mình thì quen. Các cái chốt tay đóng rất bài bản và cây thì nó đang tốt xum xê luôn. Mình không có bấm vì cây nó đang cái mùa của nó đang tốt quý anh chị em. Mình để nó tốt một xíu rồi đầu mình mới sạc sơ qua để cho cái dâm của nó nhìn cho nó lực. Anh em có thể cảm nhận được cái độ phê cũng như cái độ đẹp của cái tác phẩm khế này. Cây này khế này là khế chua nha quý anh chị em nha. Đặc biệt quả của dòng này là quả nó gọi là nó cực kỳ sai và nó xì ra từ trong thân luôn quý anh chị em. Anh em mình chơi thì cũng lạch bỏ bớt vì cái dòng này nó trái nó nhiều lắm. Cây thì hai mạch của nó thì gần như cái mạch sâu nó cũng đẹp, gần như không kém gì mạch tiền luôn quý anh chị em. Thì một tí sẽ nhờ anh Phú đi vòng qua sau và cho anh em mình xem cái mạch sau của cây luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đo sơ cái thông số để quý anh chị mình tiện hình dung cái tác phẩm này nha. Cây này là cây kích đại nha quý anh chị em nha. Hàng cũng lùng lực, đầm lùng, cốt chậu lâu năm. Cây này nó có cái hành đế là 1m7 nha quý anh chị em nha. Dạ. Hành thân. Hành thân cái này là 78 quý anh chị em. 78. Dạ, em đo ngay cái eo này nha quý anh chị em nha. Là 63. Ngay cái eo này 63, hành thân ngay vị trí này là 78. Chiều cao. Chiều cao từ mạch chậu lên tới đỉnh nha quý anh chị em nha. Từ mạch chậu lên tới đỉnh là 78 quý anh chị em. 78 chiều cao. Dạ. Và tàn ngang của cây là 1m55. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu song long. Chậu Nguyệt có cái đường kính là 80. Chậu 80. Dạ, chậu Trung Quốc. Cây này thì là một cái cây khế phải nói cực kỳ cổ luôn. Và hàng đúng là nghĩa là hàng đi chơi, hàng gọi là bonsai đương đại nha quý anh chị em nha. Cốt pháp mà nó anh em mình nhìn vào là đã cảm nhận được cái độ về cũng như cái độ kỳ rồi. Cái độ kỳ quái của cây này rồi. Cổ kỳ mỹ gần như đạt đủ tiêu chí của một tác phẩm đẹp nha quý anh chị em nha. Cây rất là liền lạc và đặc biệt là anh em mình nhìn những cái nhát cắt mà bây giờ nó to như cái chén như thế này mà bây giờ nó liền lạc như thế này. Phía sau thì anh em mình nhìn cái phần chân bề, phần ức cho tới cái độ về. Anh em mình có thể cảm nhận được cái mạch sau.
Giờ anh Phú rơi ra cái mặt sau rồi anh Phú. Rơi ra cái mặt sau. Dạ. Nhìn cho nó hết được cái coi của anh chị em. Mặt sau cái coi phải nói cực kỳ nha quý anh chị em nha. Dạ, yeah, cay quá không? Dạ, yeah, cay rất già. Rất già và cái nhào cái ức. Cái mạch này là nó liền lạc hết rồi. Đó. Rồi, anh em mình cùng chiêm ngắm vì cái vườn mình nó cũng hơi chật quý anh chị em. Nên là anh em nào mà không có thấy rõ cái đoạn nào thì mình có thể quay kỹ càng từng chút cho anh em mình kết nối qua Zalo nha quý anh chị em nha. Rồi em sẽ quay cái video trực tiếp luôn để anh em mình ngắm vào cái đoạn này, anh em mình cảm giác mà nó chưa xem rõ. Vì đây là những cái cây nó có giá trị nó cũng hơi cao quý anh chị em. Nên là anh em mình thiện chí thì anh em mình cứ kết nối Zalo, sau đó nhà vườn sẽ quay trực tiếp để quý anh chị em mình dễ hình dung và sẽ tiện giao lưu với nhau hơn. Rồi. Anh em nào yêu thích thì cứ nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn cũng xin thông báo lại một lần nữa là nhà vườn có ship hàng toàn quốc từ những cái cây mini bưng bê cho tới những cái hàng cây xây đại nha quý anh chị em nha. Và cuối cùng là một cái tác phẩm cũng khá là đặc biệt quý anh chị em. Đây cũng là một cái tác phẩm tùng kim cương zin nha. Tác phẩm tùng kim cương. Dạ, yeah, một cây tùng kim cương zin có một cái hoành cũng khá là to nha quý anh chị em nha. Thì tùng kim cương mà để như có những cái cây như thế này cũng mất khá nhiều năm quý anh chị em. Cây này thì đặc biệt nó có một cái củ phía bên dưới. Đặc biệt là vừa có một cái củ mà vừa có cái chân đế nó cũng rất là tự nhiên và rất là đẹp. Có những cái đoạn về rất là đẹp, khá to nha quý anh chị em nha. Và đặc biệt anh em mình nhìn vào cái lá chân này là anh em mình biết cây này là cây zin 100% nha. Mọc trong thân ra này. Đó. Mọc trong thân ra này. Là anh em mình biết cái lá tùng kim cương nó tròn. Nó cái màu lá thì sáng giống Đài Loan nhưng mà nó cái lá của nó là nó nhỏ hơn nha quý anh chị em nha. Đầu lá nó tròn hơn. Thì cái điều quý hơn nữa là đây là một cây tùng kim cương trái nha quý anh chị em nha. Cây đang ra quả luôn. Đó. Đây, anh em mình nhìn coi đang bắt đầu bán quả. Đó, một cây tùng kim cương mà đã quý rồi, một cây tùng trái nữa quý anh chị em. Càng tuyệt vời hơn nữa là nó có một cây củ phía bên dưới này. Và đặc biệt là coi gần như là bốn mạch của nó này. Anh em mình nhìn cái mạch sau của cái củ này cũng rất là đẹp. Đó, anh em có thể cảm nhận được cái đồ vành, cái đồ đế đấm của nó cũng rất là đẹp, tuyệt vời nha. Chạy cá rất rễ. Dạ, các cái đầu rễ này là nó đã máu rồi, là cửa gà hết rồi nha quý anh chị em nha. Bấm mông rồng xuống hết. Rất là tuyệt vời nha. Cây bách cũng khá rõ ràng nha quý anh chị em nha, không ăn gian mà cũng không có mượn tạm nha. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm và cũng nhà vườn cũng xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị em mình dễ hình dung cái tác phẩm tùng kim cương này. Cái hành đế này thì chỉ đo mô phỏng thôi nha quý anh chị em nha, vì nó có những cái rễ nó chạy cũng tự nhiên ra ngoài lắm, nên là mình chỉ đo gọi là phỏng như thế này thôi để quý anh chị em mình dễ hình dung thôi. Hành đế là 1 mét. Dạ. Hành thân là 54 quý anh chị em. 54. Dạ, cho 53 đi. Chiều cao là 66 quý anh chị em, 67 quý anh chị em. 67. Dạ. Tàn ngang là 1m02. Và cây đang nằm trong cái chiếc chậu có cái đường kính là 72 quý anh chị em. Cây đang nằm trong một chiếc chậu miên rạng cũng khá là xịn sò.
Rồi, anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm Tùng Kim Cương trái này nha quý anh chị em nha. Cây zin nha. Cái tùng phải nói quá tuyệt vời luôn. Để sở hữu sưu tầm một cái tùng kim cương như thế này mình chơi thì cũng tuyệt vời quý anh chị em. Vì cái cây hàng nó thuộc vào cái hàng xây chơi, cái kích chơi á, hàng 2 người B. Rồi, anh chị em nào yêu thích và thiện chí với tác phẩm Tùng Kim Cương này thì cũng nhanh tay nhắc máy lên để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này về đội của mình cũng như về vườn của mình nha quý anh chị em nha. Nhà vườn xin thông báo đến tất cả quý anh chị em mình là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước ạ. Và thời lượng giao lưu những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà trong tuần này cũng xin phép dừng tại nơi đây. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến kênh của anh Thanh Phú đã tạo điều kiện cho nhà vườn xích lại gần nhau hơn đến tất cả quý anh chị em mồ điều cũng như yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Kính chúc cho tất cả quý anh chị em mình một lần nữa là chúng ta sẽ luôn dồi dào sức khỏe và sẽ sưu tầm cho mình được những tác phẩm bonsai ưng ý để chúng ta mang về đội của mình. Và bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em mình trong cuốn video tiếp theo ạ. Rồi, chào em. Rồi, và chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phú Mỹ của tỉnh Bình Định. Và cuốn video này, Thành Phú xin phép để dừng lại. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em có nhà ý với tác phẩm nào thì hãy liên hệ cùng em, cùng tham khảo và giao lưu tác phẩm. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh và một like, chia sẻ. Và hẹn lại quý vị cùng toàn thể anh chị em những cuốn video tiếp theo. Rồi, xin chào quý vị.